Bạn đang chán cảnh phải chọn giữa PC văn phòng nhạt nhòa hay là laptop gaming đắt đỏ? Đừng lo, mình vừa mới khám phá ra được một bộ PC giá trị hơn 4 triệu, đáp ứng được mọi nhu cầu văn phòng, lại vừa có thể chơi được các tựa game phổ biến hiện nay. Liệu bộ PC này có thực sự đáng mua hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu hiệu năng của em này ngay nhé! Đây là bộ PC Business Mini H23 của Hacom đã dựng sẵn. Một bộ PC này thì sẽ bao gồm những linh kiện như trên tay mình đây. Đầu tiên có thể kể đến đó chính em AMD Athlon 3000G. Thì em AMD Athlon 3000G này hiện tại đang được lắp sẵn trong bộ PC này rồi. AMD Athlon 3000G hoạt động với 2x4 luồng, vừa làm các tác vụ văn phòng hoặc có thể chơi được các tựa game nhẹ như là Liên Minh, FC Online. Kèm theo Athlon 3000G này thì sẽ là một quạt tỏa nhiệt tốc đủ để hoạt động với nhiều tác vụ văn phòng, nhưng nếu các bạn chơi game thì sẽ hơi nóng một chút đó nha. Và em AMD Athlon 3000G này sẽ được cắm trên một em main, đó chính là A320MK. Với chiếc main này trang bị cổng xuất hình HDMI, D-SAC và cổng LAN USB audio. Đặc biệt, một chiếc main với giá khá rẻ mà lại có chân cắm ổ cứng M2 NVMe cũng sẽ giúp tối ưu được tốc độ. Với chiếc main này thì nếu các bạn sử dụng CPU đời cao hơn thì nó sẽ hơi yếu một chút. Tuy nhiên ở đây chúng ta sử dụng Athlon 3000G rất là phù hợp rồi, cho nên chiếc main này thì sẽ bung hết hiệu năng của em 3000G một cách thoải mái. Đi kèm với main và chip này thì chúng ta có bộ nhớ RAM XPG 8GB DDR4. Một dung lượng cơ bản thôi, nhưng nếu các bạn có nhu cầu thì mình nâng cấp lên 16GB để sử dụng thoải mái hơn nha. Tiếp theo đó chính là ổ cứng SSD Timbrook 256GB, cũng đã đủ để lưu trữ cho dân văn phòng hoặc là cài đặt các tựa game eSports. Các bạn cũng có thể nâng cấp lên 512GB để có không gian lưu trữ dữ liệu và game rộng rãi hơn. Và để bộ cây này hoạt động trơn tru mượt mà thì chúng ta không thể thiếu là bộ nguồn, đúng không nào? Ở đây thì chúng ta sử dụng nguồn VK350 có công suất cơ bản là 350W, cung cấp năng lượng đủ để làm việc và giải trí nhẹ nhàng. Để lắp hết tất cả được những linh kiện ở trên thì chúng ta cần một vỏ case Hacom Business rất là nhỏ gọn tiện lợi để các bạn có thể đặt trên bàn hoặc là trong góc làm việc của mình. Về hiệu năng của bộ PC này sẽ ra sao? Ngoài làm việc văn phòng thì chơi game sẽ như thế nào? Hãy cùng mình trải nghiệm ngay sau đây nhé! Ở đây mình sẽ test trên chiếc màn hình có độ phân giải Full HD. Đầu tiên là đối với game Valorant thì các bạn cũng có thể thấy chip sẽ rơi vào khoảng từ 75-80%, nhiệt độ trong khoảng 46 độ, card on Vega 3 graphics sẽ rơi vào khoảng 85-93%. Đối với FPS trung bình thì các bạn có thể thấy ở đây là 75-85 FPS. Thỉnh thoảng sẽ có tình trạng hơi giật lag một chút nhưng sẽ không đáng kể. Với cấu hình của bộ PC này thì các bạn nên để ở chế độ low setting giống như mình thì sẽ chơi sẽ tốt nhất. Tiếp theo là đối với game Liên Minh thì sẽ như thế nào? Đối với tựa game nhẹ như thế này mình sẽ để ở chế độ max setting sẽ vẫn rất thoải mái. Các bạn cũng có thể thấy khi mình chuyển động cũng rất mượt mà, không có hiện tượng bị drop hay giật lag. Nhìn chung thì mới mức giá trị hơn 4 triệu đồng cho một bộ PC dành cho văn phòng làm việc, hoặc các bạn sinh viên mới nhập học mà không muốn bỏ ra quá nhiều chi phí thì mình nghĩ chiếc PC Business Mini H23 của Hacom này sẽ cực kỳ phù hợp. Bên cạnh đó, mua ổ quang DVD Acer 08D 2S giá trị còn 620.000. Mua màn quà tặng với ưu đãi hấp dẫn như thế này, các bạn hãy mau chóng dinh em nó về ngay để không bị bỏ lỡ nha. Các bạn còn câu hỏi nào hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên follow kênh của Hacom, tham khảo giá cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn tại website của Hacom nha.